Dạ vâng, phiên chợ trưa ngày 29 tháng 12 năm 2020. Thì lần đầu tiên xin chúc tất cả các cô, chú, anh chị yêu lan trên mọi miền Tổ quốc có một ngày mới thật là vui vẻ, trưa thật ấm áp, hạnh phúc cùng với gia đình. Và đầu chiều hoàn thành tốt công việc của mình. Vâng, cũng lâu lắm rồi thì bọn em mới lên cái video để quay, giao lưu và chia sẻ giống tất cả các mặt hàng kiếm độc lạ, chuẩn mặt hoa, bảo hành trọn đời cho các bác. Đấy, tất cả các loại dòng kiếm Thái, Việt ngày hôm nay. Đấy, cũng lâu lắm rồi mới quay trở lại video. Và xin giới thiệu, em là Hoàng, em là em của anh Ca Linh, chủ vườn lan Ca Linh và là kênh Lan Rừng Hồ Công, là chủ kênh Lan Rừng Hồ Công. Và hôm nay thì xin phép giới thiệu cho bác của chú anh chị Hồ Lan một số mặt hàng, tức là kiếm Thái này, chuẩn mặt hoa, chuẩn nguồn gốc này. Đấy, hai là các cái dòng địa lan kiếm phát tài này, rồi là xanh huế sần này, Việt này, và rất nhiều các loại mặt hàng khác nữa. Đấy thì các bác cô chú anh chị mà chúng ta chưa có giống thì vào video và sưu tầm và số điện thoại để liên hệ đặt hàng cho nhà vườn vườn lan Ca Linh và kênh Lan Rừng Hồ Công, đó 0947 97186 035 335 1567, 0912 532 056 0345 495 222 và 0977 96 151. Vâng, và không mất thời gian của tất cả các bác của chú anh chị nữa thì em chi tiết vào cái mặt hàng đầu tiên, vào đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay, đó là giới thiệu bác của chú anh chị là mặt hàng Thái số 1 Lai Đồ Long Đao. Đấy, Thái số 1 Lai Đồ Long Đao thì buổi trưa nay em cũng chia sẻ cho bác của chú anh chị là 15 đơn Thái số 1 Lai Đồ Long Đao để mặt bông lai tạo ra dòng Thái số 1 và kiếm đồ long cho mặt bông rất là đẹp và cực kỳ là khó tìm hiện nay. Đấy, và đầu tiên này em xin phép giới thiệu bác về cái dòng kiếm Thái số 1 Lai Đồ Long Đao. Đấy, cái mặt hoa đây, đây là mặt hoa của kiếm Thái số 1 này. Đấy, Thái số 1 Lai Đồ Long Đao này. Đấy, một trong những mặt hoa lai tạo, một cũng thuộc hàng ba của Thái. Đấy, mặt trong mặt bông rất là đẹp mà cần hoa cũng là cực kỳ là ok này. Đấy, anh các bác xem gần này. Đấy, mặt hoa rất là đẹp mà lai tạo giữa hai dòng kiếm Thái, hoa của Thái. Đấy, rất là đẹp luôn này, cần hoa các bác nhìn này. Đấy, mặt bông cũng rất là đẹp, cần hoa rất là dài. Đấy, và cái hoa này nở tại vườn nhé, đây nở tại vườn, cái vườn lớn thì em lấy hàng giới thiệu cho các bác. Đấy, và em đi vào cái đơn đầu tiên của Thái số 1 Lai Đồ Long Đao, hay người ta còn gọi là huyết long Lai Đồ Long Đao đấy. Cái đơn số 1 em chia sẻ này, một thân tơ tít này. Đấy, một thân tơ tít nhé, thân tơ thì thân một vết cắt chưa để lần nào này. Thân tơ em chia sẻ với giá là 300.000 đồng cho cái đơn đầu tiên, đơn số 1. Tiếp theo là sang đơn số 2. Đơn số 2 thì thân này thì mắt ngủ ngoài ok. Em mắt ngủ ngoài ok. Thân em chia sẻ với giá là 230.000 đồng. Thân này thì dài chiều cao cho khoảng hơn 50 rồi. Vâng, sang đơn thứ 3 là một thân tơ để chia sẻ với bác của chú anh chị với giá là 350.000 đồng. Cái đơn này nó to hơn đơn số 1, còn cao hơn. Đấy. Tiếp theo là sang cái đơn số 4, combo 3 thân này. Đấy, 3 thân này này, em chia sẻ với giá là 100.000 một thân, tương đương với 300.000 đồng. 3 thân. Các bác của chú anh chị về có cái làm giống này. Và cái mặt hàng Thái số 1 Lai Đồ Long Đao này thì cái mặt cái chậu hàng này thì nó gần 25 thân. Em chia sẻ thì là cái này là ăn được rất là nhiều nắng nên là lá nó hơi vàng chanh một chút, nhưng mà cực kỳ là đẹp, cực kỳ là độc lạ. Đấy, không phải là lá hỏng hiếp thì các bác yên tâm nhé. Đấy, màu vàng chanh ăn được nhiều, rất là nhiều nắng. Đấy, các bác trồng về chúng ta để dập và sau lá lại xanh trở lại. Đấy, không sao. Đấy, và em sang cái đơn số 5 này, 270.000. Đơn số 5 là cũng là một thân tư này. Đấy, mắt ngủ ngoài ok này. Đấy, mắt ngủ ngoài ok hết nhé. Đấy, mắt ngủ ngoài ok hết này, thân tư 270.000 đồng này. Tiếp theo là sang số 6 này, số 6 cũng một thân tơ này, chưa đẻ lần nào. Đấy, bản lá cực kỳ là to, thì một cái đầu lá này nó hơi bị đen một chút thôi. Đấy, thì là em sẽ là 300.000 đồng cho số 6 này. Và sang số 7 này cũng một thân tơ mini, chiều cao rơi vào gần 30 mà rất là đẹp luôn. Đấy, đó là em chia sẻ lại 280.000 đồng, 280.000 đồng cho cái đơn số 7 này. Tiếp theo là sang đơn số 8, số 8 thân này thì cũng thân tơ đấy, gọi là
nó nhìn nó vậy thôi, nhưng mà là thương tơ hết. Đấy, em chia sẻ là 220.000 đồng. Đấy, cho các bác, cô chú, chị chúng ta có cái giống. Tiếp theo này, sang đơn số 9 này, cũng là một thân tơ tít này, 300.000 đồng cho đơn số 9 nhá. Tiếp theo, sang đơn số 10 này. Đấy, đơn số 10. Đơn số 10 này thân là thân chung chung rồi. Đơn số 10 này em chia sẻ giá 250.000 đồng, nhưng mà được cái là chiều cao cũng quá ok. Và nó 2, 4, 6 lá. Đấy. Thân này thì mới đẻ một bên thôi. Đấy, như vậy khai thác thoải mái nhá. Còn tiếp theo, sang cái đơn số 11. Số 11 này, đơn số 11 này cũng là 250.000 này, chia sẻ cho bác cô chú anh chị bắt ngủ ngoài ok nhá. Đấy, bắt ngủ ngoài ok. Thân này cực đẹp luôn, hai thân này như nhau. Đấy, 250.000. Tiếp theo, để em sang đơn số 12. 220.000 đồng. 220.000 đồng. Đấy, bác về khai thác chúng ta đấy, bắt ngủ ngoài quá ok luôn này. Bắt ngủ ngoài đang rất chuẩn luôn. Đấy, tiếp theo em sang đơn số 13 là 230.000 đồng. Thân sẽ quạt. Thân sẽ quạt 7 lá cực kỳ là đẹp này. Đấy, 230.000 đồng cho một cây thôi. Bác chúng ta có cái giống này, độc và lạ. Đấy. Tiếp theo, em sang đơn số 14. Đơn số 14. Đơn này thì như cái chậu này em mới tách là chậu này có 4 thân. 4 thân một chậu. Thì màu này nó xanh hơn một chút. Đấy, nó không vàng chanh như cái thân kia. Thì em chia sẻ cái đơn này này. Hai thân này. Hai tơ tít nhá, sẽ quạt này. Đấy, 380.000 đồng cho hai thân này. Hai thân này, 380.000 đồng. Tiếp theo là đơn số 15. Số 15 đơn cuối cùng của mặt hàng tháng số 1 là đầu hôm đầu hôm nay. 400.000 đồng. Hai thân. Tơ tít luôn, cả mẹ cả con. Con này to hơn, bảo lá to hơn mẹ rồi này. Đấy, bác nhìn này, và tơ tít nhá, không lỗi lầm gì. 400.000 đồng này. Và đơn số 14 là 380.000. Đơn số 15, 400.000 đồng. Đấy. Thì ngoài ra thì em tiếp tục giới thiệu bác cô chú anh chị một cái mặt hàng nữa, đó là Hoàng Long Thái. Vâng, thì hôm nay em cũng chia sẻ với các bác cô chú anh chị thì có hai đơn Hoàng Long Thái thôi. Trong ngày hôm nay thì đầu tiên là cho bác cô chú anh chị chúng ta xem về cái mặt hoa của Hoàng Long Thái. Mặt hoa Hoàng Long Thái đây, đây, đây mặt hoa Hoàng Long Thái nở tại vườn và chính chủ vườn mà chụp em. Đấy, cái hoa này hoa độc quyền nhá, không cạnh tranh với một nhà vườn nào hay là góc độ máy ảnh của ai. Đấy, Hoàng Long Thái này. Đấy, mặt bông này nó giống mặt bông Phan Chí mình, nhưng mà mặt bông này nó bầu hơn. Đấy, Hoàng Long Thái thì cái cần hoa thì nó sơn một chút thôi, ngắn hơn Phan Chí mình thôi, nhưng mà được cái đặc biệt là hai cái bông hoa này nhiều bác không nhận ra được. Đấy, rất giống bông mặt bông Phan Chí của mình. Đấy, thì hai cái đơn Hoàng Long Thái này em chia sẻ giá đơn đầu tiên này 750.000 đồng. Thân một măng này, thân tơ này, một thân tơ một măng nhá, 750.000 đồng. Đấy, và đơn thứ hai là 850.000 đồng, một thân một măng to, 850.000 đồng. Hoàng Long Thái thì các bác cứ đi tìm hiểu đi. Đấy, em bán cực kỳ mấy cái đơn hàng Hoàng Long Thái này. Đấy, vừa chuẩn giống này, vừa giá rẻ này, để cho bác sưu tầm quá hợp lý luôn. Đấy, có hai đơn thôi. Đơn số 1 của Hoàng Long Thái 750.000 đồng và đơn số 2 850.000 đồng. Đấy, vâng. Và tiếp theo thì quay sang cái mặt hàng mai hoa kiếm khách. Mặt hàng mai hoa kiếm khách thì nói qua với bác một chút là cái mặt bông của mai hoa kiếm khách ấy thì nó giống y hệt như cái mặt bông của mai hoa tiên vũ. Đấy, cái mặt bông mai hoa tiên vũ đấy, đây. Mặt bông mai hoa tiên vũ này. Bông mai hoa tiên vũ. Đấy, mặt bông mai hoa kiếm khách nhá. Nó bầu. Đấy, nó bầu này, bầu từ cánh vào này, tròn này, là khuôn bông rất là đẹp này. Nó y hệt như cái bông mai hoa tiên vũ mà hiện tại thị trường là nó đến vài chục triệu một thân. Đấy, mai hoa tiên vũ. Đây. Đây nhá, mặt bông này, mặt bông của mai hoa kiếm khách này. Cần bông cũng rất là ok này. Mà cái chậu này là cái chậu này em đang bán cho các bác này. Đấy, đây này. Đấy, mặt hoa tại chậu luôn này. Đấy, giống mặt bông mai hoa tiên vũ nhá. Vâng, thì đi vào cái đơn đầu tiên. Đơn đầu tiên là cái đơn mai hoa kiếm khách đầu tiên. Đơn này em chia sẻ với bác là giá là 650.000 đồng này cho cái thân này. Thân này tơ tít nhá. 650.000 đồng. Lá rất là cứng này, rất là dày. Đấy. Dạ, 650.000 đồng này. Sang cái đơn số 2. Số 2 là hai thân này em chia sẻ với giá là 1.200.000 đồng. Cái dòng mai hoa kiếm khách này thì là đến tầm hơn 90% là tất cả các nhà vườn không có để sở hữu cái mặt bông này. Đấy, và cái cây này rất là hiếm trên thị trường luôn. Cái bông rất là đẹp. Đấy, bông như bông hoa tiên vũ luôn. Cái đơn số 2 em chia sẻ 1.200.000 đồng cho hai thân này. 1.200.000 đồng cho hai thân nhá. Hai thân này. Đây, hai thân này. Mai hoa kiếm khách. Đấy, cái đơn số 3 em chia sẻ một thân tơ này, 600.000 đồng. 600.000 đồng
cho cái đơn số 3 của Mai Hoa Kiếm Khách. Đấy. Và vâng, hôm nay có 3 đơn thôi. Đấy, 3 đơn này thôi. Em chia sẻ các bác, cô chú anh chị để chúng ta tham khảo, chúng ta phải làm giống nhá. Đơn số 1 650, đơn số 2 1.2, đơn số 3 là 600.000. Đầu tiếp theo. Đấy, em sang cái mặt hàng Ladyping. Đấy, mặt bông Ladyping. Đây ạ, đây là cái mặt bông Ladyping này. Đấy, Ladyping này. Đấy, cần bông này nó dài cả hơn 1 mét. Đấy. Hoa là hoa chuẩn rồi, chuẩn nguồn gốc rồi. Chuẩn giống cho các bác rồi. Ladyping, mặt bông va của Thái cũng rất đáng để chúng ta sưu tầm. Đấy, mặt bông rất là đẹp luôn này. Thậm chí nó đẹp rất nhiều hơn so với là kiếm Việt mình. Vâng, đi vào cái đơn đầu tiên của dòng Ladyping. Đơn số 1, thân tơ tít này. Thân tơ tít nhá, lá dày cứng, thân tơ, mặt hoa đẹp. 350.000 đồng cho đơn số 1, dòng Ladyping. Sang đơn số 2. Đơn số 2 em chia sẻ này. Thân này thì nó là thuộc dạng trung trung. Đấy, nhưng mà vẫn ok. Đấy, mắt ngủ ngoài quá ok. 280.000 đồng cho đơn số 2. Thân sẽ quạt cực kỳ là đẹp luôn này. Đấy. Và sang đơn số 3. Đơn số 3 thì cái đơn này thì cho bác phải làm giống thôi. 230.000. 230.000 đồng cho đơn số 3. Vâng, và đơn số 4 là đơn cuối cùng của dòng Ladyping này. 3 thân. 3 thân tơ tít nhá. Không lỗi lầm gì nhá. 3 thân này. 3 thân tơ tít này. Đấy. Được cái là cái thân con này, lá nào nó to thân mẹ rồi nhá. Đấy là rất là có tương lai luôn nhá. Đấy, tương lai này rất khỏe, con khỏe này. Con lá to mẹ là khỏe cực kỳ luôn. Đấy, rất là tương lai. 3 cái thân này cho đơn số 4 em chia sẻ với giá là 1 triệu đồng. Là tương đương với 330.000 33 đồng một thân. Đấy, 1 triệu đồng cho 3 thân này, cực kỳ là đẹp hoàn trắng luôn. Vâng, và mặt hàng tiếp theo em chia sẻ về cái thân xanh Huế giống này. Xanh Huế giống, xanh Huế sần, sần nhá, xanh Huế sần nhưng sần cực nhẹ này. Đấy, em chỉ có 2 đơn ngày mai thôi. Đấy. Cái đơn đầu tiên em chia sẻ với giá là 3 triệu đồng này, một thân tơ tít một măng này. Xanh Huế sần nhá, chiều cao rơi vào khoảng 25 đến gần 30. Đấy, thân tơ tít luôn này. Đấy, thân tơ một măng này, 3 triệu đồng. Rồi sang cái đơn số 2. Đơn số 2 là hai thân này. Đấy, sần nhẹ. Cái này thì nó bị cái vệt xước này. Vệt xước này nên nó không gãy lá không gì đâu nhá. Chỉ vệt xước thôi. Va chạm với nhau hàng dưới về cho em ấy. Va chạm. Đấy, hai thân này em chia sẻ với giá là 3.600.000 đồng này. 3.600.000 đồng cho cái đơn số 2 xanh Huế sần nhá. Đơn đầu tiên 3 triệu đồng. Thân tơ một măng. Đơn số 2 là hai thân 3.600.000 đồng. Vâng, và mặt hàng cuối cùng ngày hôm nay thì giới thiệu các bác cô chú anh chị về cái mặt hàng kiếm địa lan kiếm phát tài. Đấy, địa lan kiếm phát tài thì em cũng chia sẻ với các bác cô chú anh chị về cái qua một chút về cái địa lan kiếm phát tài. Cái hàng là thực hàng là độc quyền và cực kỳ hiếm. Đấy, em theo từng thời vụ nên mới có. Đây. Như một thân thế này, thân to này, em mà tách ra bán lẻ, thân to, cứ một thân to này 150.000 đồng cho một thân này. Đấy, 150.000 đồng cho một thân. Đấy, có cả giá thể đang bao quanh này. Cứ một thân này là 150.000 đồng nhá. 150.000 đồng cho một thân. Đây cái chậu này là chậu em trồng này. Em trồng cái lứa mà cách đây 5-6 tháng rồi. Em trồng này. Đấy, trồng này. Rất ấm luôn các bác về á. Giá thể các bác trồng như trồng kiếm ấy. Các bác cứ đặt cao đi. Các bác trồng. Đây này. Cái lứa vừa rồi thì nó không được đột biến lá. Không được kẽ nhiều như thế này. Đấy, nhìn nó hơi mờ. Đấy, cái thân này do chính tay em trồng này. Đấy. Rất là ok này. Và chia sẻ các bác cô chú anh chị về cái dòng này thì cho một thân thì là 150.000 đồng một thân, cứ một thân to này. Đây là một thân này, rất là to luôn này, xòe rất là đẹp luôn này, phát tài, đem đến tài lộc này, đem đến sự may mắn phong thủy cho gia đình và chuẩn bị chúng ta đón một cái Tết dương lịch. Đấy, và sau Tết dương lịch sẽ là Tết âm lịch, Tết Nguyên đán truyền thống của đất nước Việt Nam mình. Đấy, chúng ta nhà vườn nào các cô bác chú anh chị cũng phải sưu tầm cho mình một cây này hoặc một chậu này để chúng ta thứ nhất là cái phong thủy, thứ hai là cái độ tài lộc này, độ đấy cho gia đình gia chủ luôn gặp nhiều may mắn này. Thì đây em cũng là vườn lan cũng sở hữu này. Đấy, cũng phải trồng cho mình cây này để đem lại sự may mắn cho mình. Vâng, và một chậu như thế này. Đấy, cái một chậu như thế này nhá. Một chậu thì 3-4 thân này, 3-4 thân. Đấy, em này không đếm, tùy từng chậu, có chậu 3-4 thân. Em bán đồng giá với giá là 450.000 đồng một chậu này. 450.000 đồng một chậu nhá. Cho một cái chậu này 3-4 thân này. Đấy, 3-4 thân. Thân 4 thân thì nó bé tí mà 3 thân thì nó to. Đấy, 450.000 đồng một chậu này nhá. Còn cái đơn lẻ này thì các bác thích lẻ thì em tách ra. Đấy. Một thân lẻ này là 150.000 đồng cho một thân này. Đấy.
và bác mua chậu này, chậu thì là cứ 450.000 đồng một chậu này, cực kỳ là đẹp luôn này, chậu rất là đẹp. Đấy, tài lộc đem phát lộc phát tài, phong thủy may mắn đến cho gia đình gia chủ, cho nhà vườn mình. Và cái số lượng thì em cũng có ít thôi. Đấy, số lượng em chỉ có tầm khoảng 20 chậu thôi. Đấy, 20 chậu thôi. Thì các bác nhanh tay sở hữu giúp mình về cái mặt hàng kim phát tài nhá. Đấy, thân củ rất là to nhá, rất là đẹp này. Nó vàng đúng là nó kẽ biên chớp này, cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Em cũng bán hết một nửa rồi. Cũng còn một đấy thôi. Đấy, cho các bác nhanh tay sở hữu về cái độ đẹp này. Cái độ phong thủy may mắn đem lại cho gia đình mình. Đấy. Vâng. Và tất cả các mặt hàng thì chúng em vẫn gửi qua hai đường, đó là đường chuyển phát nhanh, đường xe khách đến ngoại biển Tổ quốc. Vâng, và một lần nữa xin nhắc lại cho các bác của chuyên trị, đó là trên mỗi mặt hàng thì em đều găm cái tem của vườn lan này, địa chỉ, số điện thoại đấy, ở như một cái đơn hàng của các bác của chuyên trị như thế này, có cái tem này. Các bác được phép kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền cho bưu tá giúp em. Và số điện thoại để liên hệ nhà vườn đặt hàng, đó là dùng 5 số điện thoại, đó là 0947 này, 97186 này, 0353531567 này, 0912532056, 0345495222, 0977966151. Đấy, và xin nhắc lại là cái kênh Lan Rừng Hồ Công thì tất cả các bác thì xem và cho em xin một nút đăng ký. Vâng, đây ạ. Kênh là kênh Lan Rừng Hồ Công và vườn Lan Cali. Đây, đây tên nhà vườn và địa chỉ em đây, xóm Chùa Thông này, xã Ninh Khang, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa này. Đấy, địa chỉ và số điện thoại, tên nhà vườn có hiện tại có trên cái tem bảo hành mỗi đơn hàng cho các bác của chú chị. Vâng. Và một lần nữa thì để kết thúc video buổi trưa chiều ngày hôm nay, một lần nữa xin chúc tất cả các bác của chú anh chị này, chúng ta có một ngày thật là hạnh phúc, vui vẻ, đầm ấm bên gia đình, để chuẩn bị chúng ta đón một cái Tết dương lịch đấy, thật là ấm áp hạnh phúc bên nhau. Vâng, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác của chú anh chị vào video tiếp theo của nhà vườn. Xin chào và tạm biệt.